Hãy chào đón thí sinh Trần Tiểu Vy, số báo danh 138. Tôi tên Trần Tiểu Vy, đến từ Quảng Nam. Năm nay tôi 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông và đang đăng ký vào trường Đại học Sunderland. Quan niệm của tôi về lòng nhân ái là điều tuyệt vời nhất trên thế giới mà bạn không thể nhìn thấy và chạm được, bạn sẽ phải cảm nhận chúng bằng trái tim. Và cũng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Người có công tỉnh Thanh Hóa này, thí sinh Trần Tiểu Vy đã tìm hiểu câu chuyện về chị Phương. Chị Ly có dẫn em qua trường hợp thứ hai, đó là chị Phương. Khi mà vừa bước vào cửa thì em đã rất là xúc động khi mà thấy chị Phương đang nằm quằn quại trên giường. Mẹ em chào chị, em tên là Vy. Chị ơi, tại sao chị lại bị như thế này? Chị Phương là bị nhiễm chất độc từ bố. Thì chị bị từ nhỏ cơ, từ lúc sinh ra cơ. Chị tiền sử động kinh nên là có những lúc mà trời là bắt đầu chị bị co cứng, khó thở đấy. Người thân có hay vào thăm chị không? Chị có một người con trai nhưng mà đi làm xa cho nên là cũng ít khi về thăm mẹ. Thực ra thì hoàn cảnh của chị chỉ ở nhà nằm, cũng ở nhà một mình thôi, bị hàng xóm vào hiếp. Rồi có thai, mà thực ra trong quá trình có thai thì thực ra không ai biết là chị có thai đâu. Bởi vì là chị hình như thế, hình dạng thế này cho nên là bụng chị rất bé. Đến cái lúc mà đẻ mới biết thì chị sinh ra một thằng cu. Thì người mà hiếp chị không nhận, không chấp nhận. Thì bây giờ người ta cũng lấy vợ rồi, cũng không đoái hoài gì đến chị với thằng cu đâu. Thằng cu năm nay cũng 18 tuổi rồi. Chị bây giờ cũng có chỗ dựa duy nhất là thằng cu rồi. Em cảm thấy rất là xúc động và thương chị. Và đồng thời em cũng rất là phẫn nộ với cái người mà đã làm việc này đối với chị. Em thật sự không thể tưởng tượng được rằng là người đó lại làm như vậy đối với chị. Và ngay lúc đó thì em đã khóc. Hình như là con chị chuẩn bị hôm nay là về thăm chị đúng không? Vậy chị có ước nguyện gì cho con chị không? Tôi sợ mong được tha về đầu em, tha đạt em để được giảm bớt tận. Chị bây giờ mong muốn là có một màu đó mới cho Cường, để hai mẹ con chụp cái ảnh làm kỷ niệm. Vì chắc có lẽ là từ ngày mà đẻ đến giờ là hai mẹ con chưa có một tấm hình nào với nhau đúng không chị nhỉ? Vâng. Đấy, ba thích. Đó giờ chị chưa chụp hình bao giờ mà đúng không? Chưa. Bây giờ là mình sẽ chụp hình đẹp nha. Chụp với con trai nha. Sau khi biết được mong muốn của chị Phương dành cho con trai thì em đã rất là mong muốn được thực hiện nó. Thì em đã đi mua áo và em bàn với Nhi và Duyên về việc chụp hình cho con trai và chị Phương để cho cả hai có những cái kỷ niệm đẹp trong khả năng của em. Sau khi mà em gặp Cường và tâm sự với Cường thì em thấy bạn ấy là một người biết chấp nhận trước cái hoàn cảnh của mình và luôn kiên cường trước mọi hoàn cảnh. Nhiều lúc thì nhìn bạn bè của cha đưa đón đi học thì mình có một tí gọi là độc lòng, nhưng mà sau đấy vậy thôi. Người ta chỉ bảo là mình những không bố, mình cũng mặc kệ, quan tâm đến mình. Em chưa gặp bao giờ. Mặc dù Cường có vẻ bề ngoài khá là rụt rè, nhút nhát, nhưng bên trong của bạn ấy thì đầy nghị lực và kiên cường. Đúng với cái tên của bạn ấy đó là Lê Kiên Cường. Mình đã như vậy rồi thì mình phải cố gắng. Còn giờ mà mình chỉ biết trách thì nó cũng chả làm được cái gì. Sau này nếu mà có điều kiện thì em đón mẹ về chăm sóc mẹ những ngày mà mẹ còn sống. Chứ thế, còn bây giờ không còn cái gì. Sống thế nào, một ngày nhớ mẹ sống chờ
tình trạng của chị Phương rất là nặng, chị không thể đi lại như người bình thường. Nên là em quyết định cùng với hai người bạn của mình ra ngoài tìm thợ chụp hình để mà chụp hình cho chị Phương và con trai chị ngay tại trung tâm. Ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Em thấy khi mà một người con trai khóc thì em thấy rất là xúc động, vì em biết chắc là nước mắt đó là từ tình yêu mà Cường đã dành cho mẹ của mình. Và em hy vọng rằng là cái mong muốn của Cường thành hiện thực và Cường có thể đón mẹ về nhà và nuôi nấng chăm sóc mẹ của mình. Chính những cái hành trình như thế này, những hành trình với những cái tình cảm và những phần số nó tiệm cận với cuộc đời, thì những cô gái, những thí sinh của chúng ta không phải buộc phải trở thành hoặc làm một cái việc gì nó vượt tầm quy mô hay là kinh nghiệm của các em, nó không biến các em thành những chỉ huy dự án. Nó nhẹ nhàng chạm đến tim, và khi nó chạm được đến tim các em thì các em sẽ làm bằng tất cả điều gì các em có thể, nho nhỏ. Giá như mỗi người dân chỉ cần làm một điều tử tế, xinh xinh, nho nhỏ, thì cả cái dân tộc, cả cái xã hội này nó đã đẹp hơn biết chừng nào. Chị rất cảm ơn Tiểu Vy khi mà chỉ với cái sự tiếp cận của tụi em mà vượt qua được nỗi sợ đầu tiên, để thấy rằng là bên trong hình hài và phần số đó, nhân vật của chúng ta đẹp đến như thế nào. Và kiên cường ở trong cái đoạn phỏng vấn cuối cùng, một chàng trai trượng nghĩa, khôi ngô, và người ta cười thì kệ người ta, mình vẫn nghĩ đến cái ngày đứa con nào cũng mơ là được rước mẹ về phụng dưỡng, ấy thế mà mẹ chỉ muốn chụp hình với con. Với cái hình hài đó mà người phụ nữ đó còn dám có quyền mơ đến một bức ảnh, có thể là điều khôi hài, nhưng mà chị có quyền mà, và các em trả lại cho họ những số phận đó, quyền được mơ ước, đó là điều các em làm rất đẹp. Cảm ơn chị Trót Thím Yêu. Trường hợp của chị thứ hai có một đứa con. Thật ra thì khi mà nghe về hoàn cảnh của chị thì đấy thực sự là một cái hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Người đàn ông đã cưỡng hiếp chị, và thực sự là cưỡng hiếp một cô gái tội nghiệp như chị, đấy là một cái điều không thể chấp nhận được. Nhưng mà cái kết cục của nó, đấy là ông trời đã bù đắp lại cho chị một đứa con lành lặn, một chàng trai hiền lành và rất là hiếu thảo với mẹ. Thì Linh nghĩ rằng là cuộc sống này luôn luôn có sự công bằng, và cái đứa con đấy chính là cái món quà mà ông trời đã dành cho chị. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đem đến cho ban bình luận cũng như là quý vị khán giả những câu chuyện hết sức là ý nghĩa, hết sức là nhân văn. Và những cái mà các bạn đã đem lại cho nhân vật, nó thực sự là cái sự sẻ chia, và đó là một cái món quà tinh thần rất lớn dành cho họ, dành cho những con người mà họ có thể là họ nghĩ rằng là không ai quan tâm đến mình, nhưng mà các bạn chính là những người đã đến, đã cho họ hy vọng, cho họ được cái niềm vui. Đấy là cái món quà hết sức là ý nghĩa. Cảm ơn Hoàng Đỗ Mỹ Linh. Thí sinh tiếp theo xin được giới thiệu thí sinh Bùi Phương Nga với số báo danh 486. Tôi tên là Bùi Phương Nga, tôi năm nay 20 tuổi, hiện nay tôi đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ước mơ của tôi sau này là trở thành giảng viên tại chính ngôi trường tôi đang theo học. Theo tôi, đừng để ai đến với bạn và rời đi không hạnh phúc và vui vẻ hơn. Hãy là sự truyền đạt sống động của lòng nhân ái, lòng tốt trong hành động, trong ánh mắt và cả trong nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi đến với tỉnh Quảng Bình và cũng là lần đầu tiên tôi đến với Bản Nịu. Để đi được đến Bản Nịu thì tôi đã phải trải qua một quãng đường rất là dài và rất là nhiều gian nan. Chúng tôi phải bám vào một cái dây để có thể men dần qua mà nước vẫn cứ kéo chúng tôi đi, gần như là chơi vơi giữa dòng vậy.
Rất may là có sự hỗ trợ của các anh chiến sĩ ở đồn biên phòng Cồn Ràng đã giúp chúng tôi có thể qua được dòng suối, khi mà các anh tạo thành một vòng vây và truyền dần từng người qua đoạn suối rất là dữ đó. Thực sự là nếu không có các anh thì chúng tôi cũng không nghĩ là làm sao có thể đi qua đấy được. Sau khi đã thành công vượt qua con suối, năm thí sinh chúng tôi được di chuyển đến đồn biên phòng Cồn Ràng trên một chiếc xe công nông. Những dãy núi thoát ẩn thoát hiện dưới làn sương thực sự là đẹp đến nao lòng và khiến tôi không thể ngừng ngắm. Phần nào đó là cảm thấy vui vẻ hơn và cũng quên đi cái mệt nhọc, cái lạnh của thời tiết. Lâu nơi tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nơi tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê, giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn sách ba lô. Khi về thì nguồn nước lúc này đã dâng cao hơn là khi chúng tôi đi. Vì vậy chúng tôi phải lần lượt ngồi trên một cái máy cẩu để mà có thể được đưa qua sông. Bình thường chúng tôi cũng rất là thích chơi những trò cảm giác mạnh. Và tôi nghĩ ngồi trên chiếc máy xúc cũng chỉ là một thử thách bình thường thôi. Nhưng đến khi ngồi lên nó và được đưa qua suối thì tôi còn biết là thực sự nó rất là đáng sợ. Nó còn đáng sợ hơn gấp bội lần so với những trò cảm giác mạnh tôi vẫn thường hay chơi. Trong quá trình nói chuyện với anh đồn trưởng thì bọn em có nghe được một câu chuyện là trước khi xây được những cái giếng ở những bản lân cận thì tỷ lệ người mắc những bệnh như là bệnh đường ruột hoặc là bệnh tiêu hóa rất là cao. Bắt đầu xây dựng được giếng và sử dụng hiệu quả được cái giếng đấy thì là tỷ lệ giảm một cách gọi là đáng kể luôn ạ. Bản Niệu của mình đa phần bà con là thuộc nhóm người dân tộc nào em? Dạ, thuộc nhóm dân tộc là Pru Vân Kiều ạ, và tộc người là tộc người Ma Con ạ. Được già làng Đinh Mì giới thiệu thì chúng tôi đã cùng nhau tìm đến các hộ dân ở Bản Nhịu để có thể tìm hiểu kỹ hơn về đời sống cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con nơi đây. Ông đang ở nhà một mình ạ? À? Mình về mụ đó. À. Con đồng kinh ạ, mụ thì mụ mắt này. Ông chân thế này đã lâu chưa ạ? Bị 68. Là bị trong chiến tranh à? Vâng, chiến tranh Mỹ đấy, đi bắt biệt kích chứ. Chân ông nhỉ? Thì thay đổi thời tiết ông có bị nhức không ạ? Tôi đó, tôi đoa luôn. Lúc còn trời thì đoa luôn. Nhức, đoa, đau. Bà cũng bị thương trong chiến tranh luôn à? Hay là sao? Mũ sau đi. Năm 87. Là tự nhiên bị thế ạ? À? Đau. Tự nhiên đau ốc, đau đó, có thuốc men đâu. Thế ông thì chân bị như vậy, còn bà thì mắt không nhìn rõ. Thì bình thường gia đình mình sinh hoạt như thế nào ạ? Thì tắm thôi. À, ông vẫn tự xuống suối được ý ạ? Vâng. Áo mà tôi ôm ấy giặt. À, áo này là ông giặt à? Ừ. Bà cũng ra suối ạ? À? Bà có xuống được suối không ạ? À? Được chứ. Đi một mình nha, cứ lạc đường thôi. 3-4 tiếng mới đến nhà. Đi khoe lại. Thế thì là mình xỉ xuống đấy là tắm giặt. Còn nước thì mình không lấy về được hay không hay không như thế nào? Có hai ông bà thôi mà phải tự lấy nước sinh hoạt, tự lo các thứ. Thì tiện hôm nay tụi con có đến đây, tụi con có thể giúp ông bà lấy nước được không ạ? Mẹ thì... giúp là cảm ơn rồi. Ông bà cứ giặt đi tắm đó. Đi tắm mình giặt đó. Tôi và Nga đã cùng đưa ông bà xuống suối thì cái con đường đi xuống nó không hề dễ dàng. Nó đi vòng theo sau một ngôi nhà và men xuống triền bờ khá là dốc, khá là trơn trượt. Đối với người bình thường như bọn tôi thì đi những quãng đường dốc và trơn như vậy đã khó rồi, còn đối với ông lại còn khó hơn gấp bội phần. Ông bà ơi, tôi có hát cho ông bà nghe nhá. Ừ, hát đi. Cùng mắt võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường giã trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông. Bây giờ mà bọn con xây đào một cái giếng ở gần nhà thì ông bà có thích không ạ? Mừng chứ.
Dạ. Bộ khởi công đào, xây dựng giếng và lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch xin được phép bắt đầu. Khi buổi lễ đã bắt đầu được một lúc thì tôi chợt nhìn thấy ông Hồ Đản từ xa bước lại và tôi đã ngay lập tức tiến lại gần và dìu ông về chỗ. Cùng đỡ ông và cùng cầm phần quà giúp ông và gia đình. Và cũng chính tôi là người đã đưa những phần quà đấy về tận nhà. Và ngay khi về đến nhà thì bà đã gặp tôi và bà còn nói một câu làm tôi nhớ mãi và rất là ấn tượng. Là nếu mà có thương bà thì ở lại đây với bà luôn được thì tốt quá. Sau hành trình này thì tôi nhận ra rằng khoảnh khắc đẹp nhất không phải là khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu với những trang phục và phụ kiện cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là với bộ quần áo ngủ, cùng nhau nấu ăn, rửa bát ở một nơi xa xôi và cùng nhau đồng sức, đồng lòng thực hiện một dự án thiện nguyện, ý nghĩa có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ thí sinh với số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An đến từ Kiên Giang. Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy An. Năm nay tôi 21 tuổi, số báo danh của tôi là 457. Câu châm ngôn sống của tôi là nụ cười của bạn là hạnh phúc của tôi. Tôi vẫn miệt mài tìm hiểu các bé đến thăm khám ngày hôm nay. Và khi nhìn thấy những khiếm khuyết trên khuôn mặt của các bé thì làm cho chúng tôi cảm thấy rất là trăn trở. Con sống với bà ngoại con, cha con thì hơi mẹ con, mẹ con có chồng rồi, còn cha con thì có vợ rồi, rồi mẹ con có con rồi. Bé Ánh đầu em nghĩ là bé là sẽ là một người rất là tự ti và nhút nhát, nhưng con rất là thương ba mẹ con, mà con cũng thương em con nữa. Con á sẽ ăn nhịn đầy đủ. Rồi con sẽ đi học, rồi á con sẽ được các bạn chơi với con, không ai chê con hết trơn. Những gì em nghĩ là sai tất cả. Bé rất là năng động và náo nhiệt, lúc nào bé cũng trò chuyện, nói chuyện với mọi người một cách rất là lanh lợi. Thiếu tình thương của ba mẹ và có một ngoại hình không được như bao người. Nhưng có một điểm rất là đặc biệt là bé Ánh, bé rất là mạnh mẽ và kiên cường. Con học lớp nào? Mấy? Con mấy tuổi? Đâu ra, đâu ra, đâu ra, đâu ra, đâu ra. Điều phản cho hàm dưới. Cầm lẹm nè. Hàm lệch xong bên đây trái nè. Xong rồi tai nè. Cái này muốn làm là phải làm toàn bộ cái hàm dưới này đẩy ra trước. Là cho trực tim đi con. Đẩy đi con. Bé rất là kiên cường so với bao người. Lúc nào bé cũng vui tươi và hạnh phúc. Bé không sợ những cái ca phẫu thuật bé phải đối mặt. Bé rất là háo hức và muốn mình tới lượt mình để mình được phẫu thuật. Ca của bé Ánh khó hơn mọi người nên bác sĩ phải làm kỹ hơn là đưa bé tiếp ra một phòng chụp X quang nữa và tiếp tục em và bà cùng đưa bé xuống phòng. Lúc em đưa bà và bé Ánh lên phòng chụp X quang thì là trong ánh mắt của bà rất là lo lắng vì không biết là bé có được phẫu thuật hay không. Em rất muốn giúp đỡ bé làm điều này để mang lại nụ cười cho bé. Vào phòng em cứ nghĩ là bé sẽ sợ bác sĩ chích đau này kia, nhưng bé lại còn lạc quan hơn em nữa. Trong lúc chờ đợi thì bé rất là quấn quýt em và lúc nào hai cô cháu cũng đi cùng. Em cũng không nghĩ là một thời gian ngắn như thế mà em và bé đã có tình cảm với nhau như là đã tiếp xúc rất là lâu rồi nè.
đến lượt bé Ánh thì bé Ánh được vào. Thì em cảm giác thời gian nó trôi qua rất là lâu. Ở bên ngoài thì em luôn cầu mong sao cho bé được một tia hy vọng và may mắn nào đó đến với bé để bé được phẫu thuật. Đối với bà thì em cảm nhận là bà có một ánh mắt rất là buồn và chiều sâu. Bà cũng đã 60 tuổi rồi, chỉ có hai bà cháu với nhau. Và trong lòng em luôn hy vọng rằng là bé sẽ được phẫu thuật. Đấy là trường hợp gọi là khe hở hoặc là bất thường sọ mặt hiếm có. Cái này nó bị bất thường cả xương hàm trên và xương hàm dưới. Nhưng ở phần xương, bởi vì em bé đang có một cái hệ răng sữa chưa thay, ở phía dưới xương thì có mầm răng vĩnh viễn. Do đó đến cái tuổi cho phép, tức là bắt đầu 12 tuổi mới có thể kéo giãn xương ra, sắp xếp lại xương cả trên cả dưới mới đưa đúng vị trí giải phẫu được. Tất cả những số liệu ghi lại này sang bên kia rồi xem làm như thế nào, lúc đó gọi cho bác nha. Để thôi, khi hôm nay không có mổ xẻ thì không phải sợ. Bây giờ đi về nhà, đi học như bình thường nhá. Chừng nào mà khi nào có kết quả thì ở đây sẽ liên hệ. Cảm ơn nha. Bác sĩ báo lại bé sao rồi báo bà? Nói cho bà hay là cũng như nó chưa có làm bây giờ, nhưng mà thời gian nào thì bác sĩ cũng chưa biết nữa. Dạ. Chừng nào mà bác sĩ biết là bác sĩ cho mình hay. Khi em động viên bà, câu em nhận lại từ bà là một câu trả lời rất là buồn. Bà bảo là bà không buồn, nhưng bà rất là lo lắng vì bà không biết rằng bà sẽ sống bên cạnh bé Ánh được bao lâu nữa. Không biết làm sao, thôi bây giờ là phẫu thuật cho cháu tôi như vậy là tôi rất là mừng nhất. Nhưng mà để cho nó lớn chút đi, cho nó có sức, đặng nó chấm chỏ lại. Ngoài ước mơ được phẫu thuật, sau này em muốn làm mình làm gì? Dạ, con muốn làm bác sĩ. Con muốn làm nghề bác sĩ ở trên thành phố nữa. Con thích làm nghề đó. Nghề đó còn hợp với con á. Rồi đó, nhiều bác sĩ con sẽ làm, sẽ là cái kẹt. Rồi sau này con sẽ ấm lên trẻ em như giống con rồi á, con sẽ chuẩn bị làm hoàn ớt cho trẻ em ngoại tệ. Con cho kẹo nè, cho bánh nè, cho câu câu nè, cho mọi thứ luôn, cho hết tất cả mọi người ở đây. Con sẽ cố gắng rồi, rồi con sẽ thì càng vui luôn. Bé Ánh là một đứa bé có một sức sống rất là mãnh liệt. Hiếm có ai vừa mất đi tình cảm của ba mẹ và vừa có những khiếm khuyết bên ngoài, nhưng lúc nào bé cũng sống một cách lạc quan và rất yêu đời. Bây giờ mình tạm biệt đi, rồi lần sau mình sẽ gặp lại tiếp nha. Bye bye con. Ba cần nhớ con. Thôi giờ cũng trễ rồi, hai bà cháu đi về để nghỉ nha bà. Con ôm hôn con gái đây chào. Ôm hôn con gái nữa lên con. Ồ giỏi quá. Bye bye. À, sao khóc quá trời thế này. Tại vì em xem lại lúc bé chào em đi và bé bảo là con cũng nhớ cô. Dạ, cái câu đó làm động đến trái tim của em rất nhiều. Ngay từ khởi điểm của cái phóng sự này, chị biết các em có những cảm xúc rất riêng biệt mà khán giả đang rất chờ đợi để được nghe em nói. Thúy An nè, vì bé Ngọc Ánh á, cái năng lượng tích cực của con á, nó quá mạnh, nó quá hồn nhiên. Bản thân Ngọc Ánh là một đại sứ của lối sống tích cực. Em gặp một cô bé đầy năng lượng, đầy tình cảm. Nhỏ lúc nào cũng cười, nhỏ không sợ chết, không sợ đau. Và em bị rơi vào cái cảm giác là tôi làm được gì đây. Có một đoạn mà ngoại đã phải hoang mang khi nghe cái hướng dẫn của bác sĩ, chị thấy thương lắm. Thì lúc đó em, đại sứ hoạt động của chị đang ở đâu? Em thì con đang bị phân tâm dưới rất là nhiều áp lực. Nhưng mà chị vẫn cảm ơn em đã ở đó để tiếp nhận cái cảm xúc rất là dễ thương của Ngọc Ánh.
Em cảm thấy buồn vì lúc đó em đã dành hết tâm tư tình cảm của mình để trao cho bé rồi. Bé Ánh là một người quá chủ động trong mọi tình huống rồi, thì em muốn mình làm một nhiệm vụ khác để giúp bé, đó là tìm bác sĩ để giúp bé có được một ca phẫu thuật. Lý do mà em muốn tập hợp mọi người là cái bé đi cùng An á, thì là bé bị nặng quá và cũng một phần là bé chưa có phát triển hoàn thiện hết á, nên ca phẫu thuật không thể thực hiện được. Nên là em muốn mọi người hợp mọi người lại á, muốn làm một cái gì đó để bù đắp cho bé, để bé có niềm vui hơn. Là em hỏi bé thích ước mơ gì á, thì bé bảo là bé mơ bé muốn được làm bác sĩ. Trong nhóm của em, các bạn cũng gợi ý cho em một số ý kiến. Ngồi xong vậy đó. Đấy, con đi chơi với ngoại, con bắt con về hả? Chứ con ở đây chơi gì trơn. Nhà mình không ai mà. Thì con gặp con đấy chú rất là vui, rất vui luôn. Con phải cho cô ăn á. Lại rồi, con muốn ở đây chơi với cô A, rất là vui. Con đi chơi nè. Con chào bà. Con chào bà. Con chào các cô nha. Cô ba ngủ ngon không? Dạ ngon, con ngủ thì con ngủ trưa thì trưa luôn. Bây giờ bé Ánh nhắm mắt lại đi chị An, cho bé Ánh thấy này bất ngờ. Tên cô A kìa, cô A. Cảm ơn. Mua vậy con. Cảm ơn, con đây cảm ơn. Con nhiều lắm, con mua này thì con khá lắm. Vậy giờ hai cô cháu mình vô thử quà nha. Rồi mình mặc đồ đẹp đi chơi. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Wow, cháu tôi đẹp quá. Mạnh quá ta. Ấy, hoa nữa. Con ơi, con nhiều lắm. Xin bà đi chơi với cô đi. Ờ, cho con đi chơi các cô với các chú bạn gì mang về vậy? Cô, cho bà ngoại đi cùng luôn. Ông ngoại. Được vào trải nghiệm làm bác sĩ thì bé Ánh rất là ngây ngô và vô tư hồn nhiên. Khi bọn em là bệnh nhân của bé thì mỗi đứa sẽ là một căn bệnh khác nhau. Bệnh nhân đầu tiên đâu? Bầu đau bụng bác sĩ ơi, chóng mặt nữa. Đau hả? Có chuyện gì hổng với bác sĩ? Bệnh nhân thư quá. Không thả được thì thả oxy nha. Hết bệnh rồi đi ra đi. Gãy tay rồi. Tôi sẽ đặt cạch vào. Bác sĩ cuốn đi. Tôi bị đau tay mà sao cuốn cổ tôi vậy? Thì tôi khổ quá. Trời ơi, chuyển viện. Thôi, thấy hết rồi, đi về đi. Thôi, đi chuyển viện khác đây, viện này kỳ quá. Và những khoảnh khắc khi bé được vui như thế thì bà ngồi vào một góc và ánh mắt của bà rất là vui khi lần đầu được thấy cháu mình được xinh đẹp và vui mừng vỡ òa như thế. Hôm nay bé Ánh có vui không? Ai vui. Anh... Sau này bé Ánh có muốn trở lại đây nữa không? Bé muốn, muốn trở lại đây là bác sĩ tiếp. Sau này mình là phải làm bác sĩ thiệt luôn nha. Dạ. Anh ăn té cô. Cô An tặng cho bé Ánh bà đồ bác sĩ về bến chơi nè. Cảm ơn cô. Bé Ánh đeo ba lô về đi học nha. Dạ cô. Bé Ánh có thích không? Dạ thích. Bà con đi vào bà về chúc bà thật nhiều sức khỏe để có sức khỏe để dạ. Bé Ánh. Dạ. Cô đi cùng bé Ánh đây. Bé Ánh về quê bé Ánh có nhớ cô An không? Có thật nhiều. Cô An sẽ điện thoại nói chuyện cho con. Dạ cô điện thoại cho cô. Cả mọi người luôn. Thúy An rất tốt. Cái điều lớn nhất em đạt được trong cái cuộc thi này, em cho đứa bé đó có một người bạn thân đầu tiên trong đời là em.
Thì khi được ban bình luận đánh giá là em là bạn thân của bé thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Bé Ánh luôn nhớ đến em và lúc nào cũng gọi tên em và quấn quýt lấy em. Em cảm thấy hai người như là một người bạn thân bên nhau. Và em hoàn toàn chủ động trong cái vai trò của em. Chúc mừng em. Em cảm ơn. Sau khi mà xem xong đoạn clip vừa rồi thì tự dưng là thấy các bạn quay ra cười rất tươi. Đấy là cái niềm vui thật sự khi mà mình làm được một cái điều ý nghĩa. Cô chào Ngọc Ánh, cô biết con có một ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi. Cô mong con sẽ cố gắng học thật giỏi, thật tốt để mình thực hiện được ước mơ của mình. Thôn Lấp 1 là một trong những địa phương còn khó khăn của xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của người Dao, Tày, Thái bằng nghề làm nương rẫy. Điểm trường mầm non của thôn Lấp 1 hiện tại đã xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế eo hẹp, hiện thôn chưa thể cải tạo lại điểm trường. Một năm học mới sắp đến gần mang lại nhiều nỗi lo về sự nguy hiểm của môi trường đối với các em nhỏ tại đây. Với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Quy Phúc, các thí sinh của dự án Người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018 đã cùng địa phương để tiến hành cải tạo điểm trường, cải tạo phần mái và nền nhà, làm chống rột chống nóng, thay giường cột hỏng và quét sơn, trang trí lại phòng học. Bên cạnh đó, nhà tài trợ Quy Phúc đã tiến hành lắp đặt cơ sở vật chất mới như ghế, giường, tủ kệ cho các em học sinh. Dự án hoàn thành sẽ là ngôi trường mầm non mới cho 40 em học sinh của thôn, tạo điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn cho các em. Trước cái bối cảnh là cái trường của thôn Lấp 1 xuống cấp trầm trọng, việc học của các em phụ thuộc rất nhiều về thời tiết. Quy Phúc đã chủ động cùng với ban tổ chức và các thí sinh đồng hành để làm mới lại trường, cải tạo lại trường. Và Quy Phúc cũng bằng tấm lòng của mình thì đang đồng hành cùng với các bạn để trang bị những cái cơ sở vật chất như là giường, như là tủ, như là tất cả các cái kệ đựng dép, đồ những cái gì mà sản phẩm tốt nhất của Quy Phúc để tạo cho các em có một cái môi trường sắp tới đây là một cái môi trường khang trang và các em sinh hoạt tốt nhất. Tại lễ bàn giao dự án, các thí sinh của hành trình Người đẹp nhân ái cùng nhà tài trợ Quy Phúc đã gửi tặng những phần quà hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong hành trình đồng hành đến với Hà Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Quy Phúc cũng đã tặng điểm trường thôn Xà Phìn mới được xây dựng cơ sở vật chất mới để mang tới nhiều bước chân vui hơn đến với trường các em nhỏ nơi địa đầu Tổ quốc.